đó là ván sữa nha chị. Nó có hạt, hạt này nữa nè, ván sữa nhưng mà nó thêm cái hạt này nè, chị lấy cho bé. Chị cứ cho ăn thử đi, không được thì chị ra chị trả cái đó, chị đừng có hỏi, nó không biết gì đâu. Em nhiều lúc về đây nó thêm một cái mùi ra, bé nó thích nó hụt ra thì sao, mùi cái ra nó tốt. Chứ bé con thường chị hỏi cái gì nó cũng chưa biết hết, nhưng mà nó ăn nó cảm nhận rồi nó thích á, làm sao mà chị mua chị nó dễ hơn cho chị. Chị lấy gì thêm nữa không? Mì gói phía trong nhà nè. Có hũ sữa tiểu đường nào cho chị bên đây nha ha. Cái Lucina này nè, chị nên lấy hai lon nhỏ, nó lợi hơn nhận hơn cho chị. Thành thật, cái này bán 700, nhỏ 320 một lon, hai lon 640. Trên lệch 50g. Trên lệch tới 60.000 là không thể nào 1g mà mắc 60.000. Nên em được biết như vậy, em khuyên chị như vậy. Rồi khi nào em hết cái nhỏ chị lấy lớn, nhưng bây giờ chị lấy cái nhỏ đang lợi nhuận lắm. Thì 400-800 thì em nói là không có thể nào 50g mà 60.000, nó đang rẻ cho chị. Nên là cái nào nó đang lợi em giới thiệu trước cho chị thôi. Chị lấy hai lon nhỏ đi. Giống y xì hết, chất lượng ngàn nha, chứ không có khác gì đâu. Dạ. Nhật ơi, con đổi lấy hai lon nhỏ và lon nhỏ cho chị.